Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện thể thao văn hóa Tri Tôn Marathon 2025 về dùng quyền tích. Đây là sự kiện lần đầu tiên do Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn kết hợp cùng tạp chí Nông Thôn Việt tổ chức. Dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 4 và 5 tháng 1 năm 2025, giải Tri Tôn Marathon 2025 về dùng quyền tích, gồm 3 cự ly, 5km, 10km và 21km. Dự kiến thu hút trên 3.500 vận động viên trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế. Vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường chạy thơ mộng băng qua cánh đồng tinh tươm, những dãy núi huyền thoại, những vạt rừng thốt nốt thẳm sâu, chiêm ngưỡng ngôi chùa kiến trúc Khmer độc đáo hàng trăm tuổi xây nên lưng chừng núi và khám phá nét văn hóa ẩm thực giao thoa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí khu vực Expo giới thiệu sản vật địa phương, các loại hình nghệ thuật truyền thống, những sản phẩm và dịch vụ theo lối sống xanh. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đề nghị ban tổ chức phân công cụ thể và đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn nhanh chóng triển khai các công việc chuẩn bị từ công tác thống nhất với tạp chí Nông Thôn Việt về Bano, băng rôn, khách mời tham gia chạy, kiểm tra lộ trình, duy tu dặm vá, trang trí trên cung đường chạy, quan tâm chỗ ăn nghỉ cho vận động viên, ban tổ chức. Công tác quảng bá cho sự kiện, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày 6 tháng 11, siêu thị Co.opmart Chợ Mới phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Procter & Gamble Việt Nam B&G tổ chức chương trình siêu thị nhân ái thắp sáng hàng Việt. Chương trình dành tặng 50 phiếu mua hàng, mỗi phiếu có giá trị là 1 triệu 500 ngàn đồng cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng số tiền 75 triệu đồng. Các phiếu mua hàng này được sử dụng để mua các sản phẩm của công ty P&G và các sản phẩm thiết yếu khác tại siêu thị. Thời gian qua, siêu thị Co.opmart Chợ Mới cũng như Sài Gòn Co.op luôn quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2024 đánh dấu cột mốc chặng đường 35 năm thành lập và phát triển của Sài Gòn Co.op. Đơn vị đã triển khai 150 công trình xã hội trong các lĩnh vực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế. Ngày 6 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Văn Tỉnh, sinh năm 1973, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Ngô Văn Tỉnh làm nghề kinh doanh mua bán xe ô tô đã qua sử dụng và thường xuyên thuê xe của Đinh Thanh Tùng, trú phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, làm phương tiện đi lại. Khoảng giữa năm 2022, do việc kinh doanh thua lỗ, Tỉnh nảy sinh ý định thuê xe ô tô của Tùng, đem bán lấy tiền trả nợ, đầu tư tiền kỹ thuật số và tiêu xài. Để thực hiện, ngày 17 và 27 tháng 9 năm 2022, Tỉnh dùng thủ đoạn gian dối đưa thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt của Tùng hai xe ô tô trị giá hơn 1,7 tỷ đồng đem bán. Ngoài ra, Tỉnh còn nói dối với Nguyễn Văn Đức, trú tỉnh Ninh Bình, đang kêu bán xe ô tô 7 chỗ với giá 318 triệu đồng. Tin thật, Đức đồng ý mua xe trên và đưa trước cho Tỉnh 300 triệu đồng. Số tiền còn lại Đức sẽ thanh toán sau khi nhận xe. Ngày 5 tháng 1 năm 2024, Tỉnh đã bị khởi tố điều tra. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tỉnh 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại với số tiền đã chiếm đoạt.